Mỹ tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO, cánh cửa đang rộng mở cho nước này. Ukraine hé lộ mục tiêu chính, đánh phá hậu cần và các ngành công nghiệp cơ bản của Nga. Tình báo Anh tiết lộ số lượng xa tăng Nga có thể cho ra là mỗi tháng. Ukraine chặn đầu khóa đuôi đoàn thiết giáp Nga trúc bảo pháo binh tiêu diệt quân Nga khi bị mắc kẹt. Ukraine trước giờ si, 26 nước sôi sụp đoàn hạt nhân lịch sử sẵn sàng nhắm vào đồng minh công Putin. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh HTD News. Bản tin của ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO, cánh cửa đang rộng mở cho nước này. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington, phóng viên thường trú của Uniform đưa tin. Ông khẳng định quan điểm của chính quyền Washington rằng cánh cửa NATO đang mở cho Ukraine và nước này chắc chắn sẽ trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng quá trình mà chúng ta đang quan sát trong thời gian ngắn kỷ lục, đầu tiên là với Phần Lan và bây giờ là với Thụy Điển, chứng tỏ rằng Cánh cửa của NATO đang mở, chúng vẫn mở, bao gồm cả đối với Ukraine, quốc gia sẽ trở thành thành viên của NATO. Ông lưu ý, hành động gây hấn của Putin chống lại Ukraine khuyến khích các nước châu Âu tham gia liên minh để bảo vệ công dân và chủ quyền của chính họ. Theo Uniform đưa tin, vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng trước tiên nước này cần phải giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ukraine hé lộ mục tiêu chính, đánh phá hậu cần và các ngành công nghiệp cơ bản của Nga. Sau cuộc tấn công mới của Ukraine, khi áp định hướng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp cơ bản của Nga, nơi mà toàn bộ nền kinh tế Nga bị ràng buộc, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chọn khu phức hợp ở Yaroslav là mục tiêu mới. Nhà phân tích kinh tế và blogger người Nga Anatoly Napmyan đã viết về điều này, nhấn mạnh việc cố định một xu hướng mới trong kênh Telegram của mình, ông lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng loại bỏ hoạt động sản xuất nhiên liệu trên toàn lãnh thổ châu Âu của Nga một cách có hệ thống. Tình hình trở nên trầm trọng hơn sau vụ tai nạn tại một trong những khu điên hợp khóa dầu lớn nhất của Nga ở Nizhny Novgorod. Kiev đã đi theo chiều hướng gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp cơ bản của Nga mà toàn bộ nền kinh tế Nga đang bị ràng buộc. Hơn nữa, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng tại khu vực chiến đấu vì xe bọc thép của Nga sẽ phải đối mặt với vấn đề về nhiên liệu, dầu bôi trơn và nhiên liệu. Ông nhấn mạnh, với tỷ lệ chi phí khác nhau giữa máy bay không người lái và vật thể mà chúng tấn công, các nỗ lực chắc chắn sẽ tiếp tục. Trước đó, nhà máy lọc dầu Slavnev Janos của Nga ở Jaroslav đã bị tấn công bởi máy bay không người lái không rõ nguồn gốc. Tình báo Anh tiết lộ số lượng xe tăng Nga có thể cho ra lò mỗi tháng Tình báo Anh cho biết, Nga mỗi tháng xuất xưởng khoảng 100 xe tăng chủ lực, đủ để bù đắp số lượng tổn thất trên chiến trường Ukraine. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh vào ngày 29 tháng 1 cho biết, lực lượng Nga tại Ukraine đã mất tối đa 365 xe tăng chiến đấu chủ lực tính từ tháng 10 năm 2023, đồng nghĩa với hơn 100 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng hiện nay của Nga dường như chỉ đủ bù đắp tổn thất trên chiến trường. Báo cáo nhận định, Nga mỗi tháng hiện có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ khả năng bù đắp thiệt hại và tiếp tục duy trì nhịp độ tiến công trong thời gian tới. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã mất hơn 700 xe bọc thép trong gần 3 tháng qua và tổn thất tổng cộng 2.600 xe tăng cùng với 4.900 thiết giáp kể từ đầu cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Tại cuộc họp báo giữa tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các doanh nghiệp quốc phòng của nước này đã tăng gấp 4 lần công suất và hoạt động 24 trên 24 để đáp ứng nhu cầu chiến sự, trong đó riêng sản lượng xa tăng, tăng gấp 5-6 lần. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cho biết Moscow đã xuất xưởng hơn 600 xa tăng trong vòng 6 tháng đầu năm, tương ứng mức 100 chiếc một tháng. Năng lực sản xuất khí tài của Nga còn được thể hiện ở lĩnh vực tên lửa. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat ngày 28 tháng 1 cho biết kho tên lửa tầm xa của Nga không những không suy giảm mà còn tăng lên sau một tháng, từ khoảng 870 quả tháng trước lên 900 quả hiện tại, dù đã triển khai lượng lớn để tập kích Kiev và các đô thị khác giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024. Trong khi đó, Ukraine đang thiếu hụt nhiều khí tài quan trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không và đạn pháo. Trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây gần đây sụt giảm Quốc hội Mỹ tới nay chưa duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine do các nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu phải bổ sung điều khoản tăng cường kiểm soát biên giới phía Nam. Liên minh châu Âu EU cũng chưa thể triển khai gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine và bị Hungary phủ quyết. Tận dụng thời cơ Ukraine đang thiếu đạn dược, lực lượng Nga gần đây đẩy mạnh các cuộc tiến công vào phòng tuyến đối phương. Alexander Stubborn, phát ngôn viên của mật trận Nam Saborisha cho biết Nga đang nỗ lực giành lại các vùng đất mà họ để mất vào giữa năm ngoái. Stamon cho hay, đối phương đang gia tăng các đợt tiến công. Trong hai ngày liên tiếp, họ mở 50 trận đánh mỗi ngày, hoạt động trên mọi hướng. Ukraine chặn đầu khóa đuôi đoàn thiết giáp Nga, trúc bão pháo binh, tiêu diệt quân Nga khi bị mắc kẹt. Đoạn video do liệu đoàn kỵ binh Ukraine chia sẻ cho thấy một đoàn xe vũ trang của Nga bị tiêu diệt cẩn thận, thể hiện chiến thuật của nước phòng thủ khi mùa đông đang đến gần. Đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy chiếc đầu tiên trong số 4 phương tiện vũ trang của Nga bị tấn công bằng một vụ nổ. Sau đó, video hiển thị một đoàn tấn công khác vào chiếc xe phía sau khiến cho cả đoàn xe bị kẹt, khi cả đầu và đuôi bị khóa chặt. Trong video, hai chiếc xe bị mắc kẹt đổi hướng, một chiếc quay lại và chiếc còn lại cố gắng lao về phía trước, nhưng mỗi chiếc đều bị cản trở bởi những cú nổ có thể do bãi mình. Theo bài đăng trên Facebook của ngày 30, đoạn phim được chia sẻ vào ngày 28 tháng 12 và mỉa mai theo giai điệu của Last Christmas của Ham, cho thấy hành động của lữ đoàn cơ giới số 30 và 14 gần Kobian, phía đông bắc Ukraine. Theo The Quant Journal, nơi đưa ra một bản phân tích kỹ lưỡng về đoạn phim thô chưa chỉnh sửa, đoạn video này cho thấy một loạt chiến thuật điển hình của các lữ đoàn. Người nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát xe ngay phía đông bắc kobias. Một chỉ huy tiểu đoàn nói với tạp chí, đoàn xe bao gồm xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đang đi một con đường hẹp xuyên qua một bãi mìn. Hãng tin này đưa tin trong đoạn phim thô, tờ báo đưa tin những người lính Nga sau đó có thể được nhìn thấy đang cố gắng tiến về phía một lùm cây trơ trụi trộm rạp, sau đó cũng là mục tiêu của Ukraine. Họ nói rằng đoạn phim là một ví dụ về chiến thuật mà Ukraine đã sử dụng để kiềm hãm lực lượng Nga trong suốt chiến dịch mùa đông mệt mỏi, mặc dù bản thân họ đạt được rất ít tiến bộ quý giá. Nó cũng cho thấy các tuyến phòng thủ tăng khốc của Nga, bao gồm các bãi mìn sâu hàng dặm để ngăn chặn lực lượng Ukraine chiếm lại lãnh thổ đang chứng tỏ là một cạm bẫy cho tiến bộ quân sự của chính họ. Một tháng sau cuộc tấn công, lực lượng Nga vẫn đang cố gắng tiến tới Kobeas, một trung tâm đường sắt quan trọng của khu vực. Theo Ukrainska Pravda cho biết, Vladimir Fito, người phát ngôn của lực lượng mặt đất Ukraine nói rằng, kẻ thù chỉ cố gắng cải thiện phần nào vị trí chiến thuật của mình và hiện đưa tin trên các phương tiện truyền thông của mình là việc chiếm được Berlin. Fito không nói rõ Nga đã giành được bao nhiêu lãnh thổ, chỉ nói rằng 10 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và đã có các hành động tại Sikipka, Tobayka, Terni và Jambalivka, đồng thời phủ nhận các báo cáo của Nga rằng Tobayka đã bị quân Nga đánh chiếm. Ông nói, quân đội Nga đang hành xử liều lĩnh, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tăng cường sử dụng xe bọc thép, tích cực triển khai xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Ông nói tiếp, Xét về số lượng tổn thất, chúng tôi thấy rằng điều đó không giúp ích gì nhiều cho họ. Ukraine trước giờ trê, 26 nước sôi sụp, đòn hạt nhân lịch sử, sẵn sàng nhắm vào đồng minh của ông Putin. Hãng tin Bloomberg cho hay, hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 1 tháng 2 tới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương với 54,1 tỷ USD dành cho Ukraine. Đây là một vấn đề cấp bách và mang tính mấu chốt đối với kỳ áp, bởi nước này đang rơi vào tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng trong cuộc chiến với Nga. Sự bất đồng chính trị đang cản trở khoản viện trợ từ Mỹ dành cho Ukraine, khiến Kiev phải giống lên hồi chuông cảnh báo về nguồn ngân sách đang sắp cạn kiệt. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine cần thêm rất nhiều đạn dược và vũ khí khi phải đối mặt với lực lượng Nga đang cố thủ dọc chiến tuyến cho 1.500 km. Tổng thống Latvia Edgar Grinkovic phát biểu trong cuộc phỏng vấn trước báo giới tại thủ đô Grigor. Một điều rất rõ ràng – Ukraine cần số tiền đó, họ phải nhận được khoản tiền do EU viện trợ. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Âu tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd cảnh báo, nếu các khoản tài trợ mới cho Ukraine không được thông qua, Nga có thể giành chiến thắng chỉ trong vài tháng hoặc thậm chí vài tuần nữa. Tuy nhiên, EU cũng phải đối mặt với cuộc đấu tranh nội bộ với nguồn tài trợ cho Kiev. Vào tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người được xem là đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã dùng quyền phủ quyết để chặn nỗ lực của liên minh này nhằm viện trợ cho Ukraine. Ngoại trưởng Luxembourg Xavier Bettel nói rằng, Thật khó khăn, tôi biết rõ về ông Viktor Orbán sẽ không dễ dàng để thuyết phục ông ấy. Thời gian qua, chính quyền Thủ tướng Orbán cũng nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Liên bang Nga liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Hungary lập luận rằng các lệnh trừng phạt này đã không thể làm suy yếu Nga như EU mong đợi và có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu. Đầu năm 2023, ông Orbán tuyên bố Hungary sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU lên Nga là ảnh hưởng đến năng lượng hạt nhân. Và mới đây nhất, vào tháng 11 năm 2023, các cuộc thảo luận về phòng trừng phạt chống Nga lần thứ 12 của EU đã bị đình trệ do Hungary hoàn toàn phản đối gói trừng phạt này trước rào cản từ phía ông Oppen, theo tờ Politico Mỹ. Các quốc gia thành viên còn lại trong EU vừa đe dọa sẽ khiến Hungary phải im lặng nếu nước này tiếp tục phủ quyết khoản viện trợ 50 tỷ euro dành cho Ukraine trong cuộc họp của EU vào ngày 1 tháng 2 tới. Tờ báo Mỹ cho hay, sau nhiều năm tiếp cận nhẹ nhàng với Thủ tướng Hungary Viktor open giờ đây các nhà ngoại giao châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng mạnh tay sử dụng phương án hạt nhân nếu quyết định của Budapest gây nguy hiểm cho an ninh Ukraine, một ứng cử viên trở thành thành viên của liên minh trong tương lai. Sức ép đang phây chặt ông Orbán và mọi chuyện khó có thể suôn sẻ với Hungary trong thời gian tới nếu vị thủ tướng này vẫn giữ ý định phủ quyết của mình. Phương án hạt nhân ở đây đề cập Tây Việt sử dụng điều 7 trong quyết định của EU. Đó là biện pháp trừng phạt chính trị nghiêm khắc nhất đối với một quốc gia thành viên EU nhằm đình chỉ quyền bỏ phiếu của quốc gia này đối với các quyết định có liên minh. Điều đó đồng nghĩa với việc Thủ tướng Open có thể bị loại ra khỏi quá trình bỏ phiếu của EU trong cuộc họp tuần này. Politico dẫn lời năm quan chức và nhà ngoại giao châu Âu cho biết các quốc gia khác trong khối sẵn sàng có động thái chống lại Budapest. Và đây sẽ là một động thái mang tính lịch sử đối với những nhà lãnh đạo đang hành động dựa trên tinh thần đoàn kết và nhất trí. Một quan chức ngoại giao cho hay, nếu ông Open một lần nữa chặn thỏa thuận về ngân sách của EU và các viện trợ 50 tỷ euro dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tháng 2, thì việc sử dụng điều 7 để tước quyền bỏ phiếu của Hungary có thể sẽ xảy ra. Lý do là bởi, đối với đa phần các quốc gia trong EU, cuộc bỏ phiếu tuần này không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, mà còn là thông điệp mà EU gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine luôn có được sự ủng hộ thống nhất của các đồng minh phương Tây. Ông Stephen Van Hacker, giáo sư khoa chính trị châu Âu tại Đại học Kiel Le Fan Bỉ cho hay, đã đến lúc ông Open nhận ra rằng mối đe dọa từ điều 7 đang hiện hữu. Từ Guardian của Anh dẫn các nguồn tin cho biết, sự kiên nhẫn của các quốc gia thành viên EU đã bị thử thách tới cực hạn. 26 nước trong khối có thể tiến tới tước bỏ hoàn toàn quyền bỏ phiếu của Hungary lần này, trừ phi có sự chuyển biến đột phá nào đó từ phía Budapest. Các nhà lãnh đạo EU cảm thấy họ phải chấm dứt điều mà họ cho là hành động mang tính đe dọa từ phía ông Orbán. Một nguồn tin ngoại giao cho biết, lần này là vấn đề về viện trợ, lần sau có thể là vấn đề di cư, lợi ích, vấn đề sống còn. Trong khi đó, ông Peter Greco, giám đốc tổ chức nghiên cứu Political Capital, có trụ sở tại Budapest, cảnh báo nguy cơ xảy ra phản ứng dữ dội từ phía Hungary nếu các quốc gia còn lại trong EU quyết định sử dụng phương án hạt nhân. Ông Greco nhận định, việc đình chỉ quyền bỏ phiếu sẽ làm khung ca ngày càng xa lánh Liên minh châu Âu. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp